xin chào anh chị và các bạn. Thì chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy thổi ha, khá là khủng của thương hiệu Makita và mã sản phẩm DUV326Z ha. Mã này là không bao gồm pin ha. Mình có để sẵn phần hộp thì nó rất là to, nhưng mình có để sẵn phần máy lên lên trên cho các bạn xem đây. Đó. Máy rất là to ha, rất là khủng, rất là đẹp. Logo thì được in dập nổi, nó rất là to, rất là đẹp. Con này thì sử dụng pin 2 pin 18V hoặc là 36V ha, mới chạy được máy này ha các bạn ha. Với có 6 mức điều chỉnh ha, 6 mức chỉnh từ nhanh tới chậm, phần mạnh tới nhẹ ha. 6 mức đây, đang trên này rất là mạnh ha. Và cái này thì cái khó công tắc ha, cho nên chúng ta sử dụng thổi lâu thì chúng ta sẽ khó lại, không cần bóp nhiều ha. Đó, máy rất là to, rất là đẹp. Đó. Còn thân thì được làm bằng nhựa cao cấp từ thương hiệu Makita ha. Máy rất là cũ luôn, máy thật bụi. Rồi, đi kèm với máy thì có thanh nối ha. Nối thổi đây, chỉ cần gắn vào đây thôi các bạn ha. Đó, gắn vào, đó, rất là dài, rất là đẹp. Rồi, thì tiếp theo sau đó thì phần thân máy thì đây như các bạn thấy chống hàng giả đây nha các bạn ha. Hàng chính hãng Makita, đem chống hàng giả 7 màu, đem thông số kỹ thuật, số series ha, để phân biệt về thật là giá luôn. Đó, đây là 6V. Đây thì có đèn hiển thị pin, hai cục pin này hiển thị hai bên luôn nha các bạn ha. Rồi, công tắc bóp. Phần tay cầm thì được làm ốp cao su, nó giúp chúng ta rất là cầm nắm không sợ chân giật tay ha. Đây là cái bộ phận gắn pin đằng sau đuôi đây, gắn pin hai pin đây ha các bạn ha. Đây để phần hút, đây là phần hút không khí vào nha các bạn ha. Nó rất là to, con này là siêu khủng rồi. Nó sử dụng pin ha, nó nên làm việc là thổi lá đó, những môi trường không có điện ha, không cần máy dầu hay máy xăng thì mình dùng cái máy thổi dùng pin đó. Thì đây mình có để những cái sản phẩm pin đi, những sản phẩm pin. Nếu mà thân máy mình chưa có pin thì bên mình có bán loại pin Makita 18V 600Ah ha. Con này là siêu khủng rồi, khủng nhất của Makita, mạnh nhất và lâu nhất đây ha. Rồi tiếp theo đó là thì cái cạnh đó mình cũng có pin 18V 500Ah, dòng này cũng khá là khủng đó. Thế hệ mới pin thì thế hệ mới của Makita hết nha các bạn ha. Đây mình có để ra ngoài đây pin 18V, mình cứ gắn thử cho các bạn xem ha. Gắn pin thì nó cũng khá là đơn giản, mình cho nó vào cái chốt thôi nha các bạn ha. Cho vào cái chốt đây, đem mạnh xuống đó, xong tiếp tục thứ hai cũng như vậy ha, rất là dễ đó. Hai cục pin mình có thể chạy được rồi ha các bạn ha. Nhưng mà pin này thì pin mới nên không có pin để đầy pin ha, nên nó hết pin rồi. Với lại chế độ thổi của nó thì lên tới 6 mức luôn, nó rất là mạnh ha, thổi rất là mạnh luôn. Thì nếu các bạn có biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ xuống hỏi thì mình sẽ tư vấn thêm ha. Rồi tiếp tục phần đế sạc đây, mình có cái đế sạc nhanh của Makita 18V, sạc nhanh cho một cục pin là khoảng 30-45 phút thì đã đầy pin rồi ha các bạn ha, nên rất là nhanh. Sạc pin đây, DC18RC, bộ sạc nhanh của Makita. Đó, sạc cho pin Makita 18V đó, rất là xịn đó. Thì có combo đó nha các bạn đó. Nếu các bạn có muốn mua combo máy thì cái này nó không có bán nguyên combo, chỉ bán rời thôi nha các bạn. Thân máy thì có giá riêng, pin sạc thì có giá riêng ha, nó không bán theo combo. Thì có mình để sẵn đây giới thiệu các bạn luôn. Thì cảm ơn các bạn ha đã xem video. Thì nếu các bạn có thấy video mình hay thì là một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.